Chào các bạn, bữa nay mình rảnh mình đi ra chỗ người ta trồng viện nè, người ta trồng viện rồi mình gửi về mình ăn. Đây là nhỏ bạn nó nuôi trồng viện xanh, nên mình gửi ra đi gặm bẻ quá, nó nặng quá nên bạn nó cắt ra nó còn hơi nhỏ, nó chưa được lớn không, nên mình đi về mình luộc cho gia đình mình ăn. Viện nè, khi này là mình nó đây chùm chùm gì nè, mấy bạn thấy không, đây là chùm, cái chùm một chùm gì nè, rồi mình tỉa ra mình luộc. Còn mà ở ngoài bì ăn bạn nó tách ra lớn á, thì nó bỏ rổ lớn, nhỏ bỏ rổ nhỏ để dồn lại, nó rộng xuống nó nuôi khi mà viện mà nó lớn rồi thì nó lấy ra bán. Nói đi, viện này nó xanh là rất là nhiều, chậu bẻ vừa rồi nó bị heo tổn và bị nặng quá, nó bị rớt rất là nhiều lắm, nên nó tỉa bớt nè. Thì bớt bây giờ mình ra chơi á, mình lấy về chùm giờ mình quay cho các anh các chị coi. Đó, này viện này nó nuôi cái con nó lớn nè, con viện nó lớn thôi nè, mà chưa lớn đâu, đây là cũng còn nhỏ nè, những con đây nó xanh đây cũng nhỏ này. Đó, mình cắt ăn rồi, nhưng mà mình nuôi nó không còn ăn cái gì hết, mình chỉ quấn lưới vô trong cái cây hay hột dây để mình thảy xuống nước trong vòng mà khoảng một tháng đó, rồi nó xanh viện đóng rất là đầy, nhiều khi con hàu nó đóng nữa nè, bạn thấy không, hàu nó đóng nữa nè, những con hàu này rất là ngon, hàu đây hàu tự nhiên nha, hàu nè, những con hàu này đóng đi để mình luộc mình ăn thì cũng ngon. Đây là hàu, đây hàu này, hàu tự nhiên nha các bạn, hàu này, con hàu, những con hàu này. Rồi nó đóng những con diệm xung quanh cái hồng, nó tạo ra một chùm dai lắm. Cho nên mình đi theo bạn về bài bì của bạn á, gỡ diệm về ăn, bóp về cắt tỉa gọn lại để cho bì, cho cái diệm nó lớn lên, nó khỏi nặng, nó khỏi rớt miệng. Diệm xanh này á, ta nuôi tới Tết người ta mới thu hoạch vậy. Mày thu hoạch ra một ký diệm á, nè nó bán từ 30.000, 25.000 nhỏ lớn rồi, phân loại lớn nhỏ rất là ngon, người ta nướng nè, người ta dùng để nướng á, lớn người ta dùng để nướng, để người ta trước khi nướng người ta đánh trứng đổ lên, nó hở ra rồi á, thì mà mình tách ra một miếng diệm, một cái vỏ diệm ở trên, còn một vỏ dưới, như này con diệm nằm trong cái vỏ dưới á, mình phải đánh trứng mình bỏ vào, rồi xong đồ hành á mình cắt nhỏ ra rồi bỏ vô, rất là ngon, khi chín rồi vớt ra ăn rất là ngon. Mấy nha, bây giờ năm nay á viện mà hầu rồi bé ớt, tại vì dịch bệnh á nha, nên khách nước ngoài không có quê thường xuyên, Việt Nam mình ăn trong nước mình ăn rất là ít, nên giờ mấy chị em mà nuôi bì á thèm thở lắm, không được cái đạt cái tiêu chuẩn gì hết, ké thì không có đầu ra, diệm thì không có nuôi thì được lợi được là tự sinh thôi, nên mình phải tốn cái công lúc ban đầu mình chỉ mua lưới xanh ru là cột dây cái thẻ xuống, rồi một tháng sau nó đóng lên, mà nuôi diệm mà đủ mực đủ lưới bán á, là khoảng 2 tháng rưỡi là nó có diệm lớn rất là bé rất là ngon, nên diệm nó tuy nó gì chứ nó ăn rất là ngon nha các bạn, vừa mà tắt ghe nó chéo cũng ngon, vừa mình xè xé ớt cũng ngon, mình luộc chấm muối chanh rất là ngon, thuận tiện đủ á. Bạn xem mình gửi đi về mình quay cho các bạn xem diệm xanh trồng ở bên bì nè, những con hầu đã đóng viện xanh đấy mẹ tha, con hầu rất là tự nhiên, hầu đây hầu tự nhiên giống cái lầu nuôi nha các bạn, hầu tự nhiên là rất là ngon, con hầu này thì chắc lắm. Chùm chùm mình cắt dài lắm, mình cắt ve nè, để mình sắp về về nhà mình luộc nè. Điện này nó chưa được lớn không, mình ăn đỡ thích, mình lấy mình ăn, mình luộc mình ăn thôi. Vậy này là mấy cái tốt là mới ăn được nhiều, lớn mới ăn ngon hơn, thì bị nó nhỏ hay bây giờ mình gỡ lớn mình ăn, nhỏ mình bỏ, còn ở bì gì lớn thì mình gỡ bỏ riêng để nó mau lớn, khoảng 1 tháng là mình bán, còn nhỏ thì mình nuôi lại tới tết, cái dày quá nó mau lớn lắm, nước nó mát trời mưa nó mau lớn. Đó mùa hè tháng 3 tháng 4 á, nước nóng này thì nó chết hết à, sống thì một nước á, mùa mát thì viện nó có sinh sản rất là nhiều, còn mùa nắng thì viện nó tự
hé miệng này chị chết nước nóc nó chị không có nổi. Mình cắt ở đây rồi để mình rửa, rồi mình vô mình bỏ vào xong mình luộc, rồi mình giải chiến nước chanh mình chấm mình ăn, mình dùng ăn cơm cũng được nè, ăn không cũng được. Mấy người nè mấy ăn nè nhậu rồi á, người ta ném muối chanh ăn nè mồi nhậu nhậu rồi rất là ngon nha. Dạ bạn, mình rửa sạch sẽ miệng rồi nè, giờ mình bắt lên bếp mình luộc nha. Luộc nha, trước khi mình luộc mình đừng có chớ nước, tại vì mình diễn nó ra nước rồi. Rồi mình giờ mình bắt lên bếp nè, mình bật ke lên nè. Rồi lấy nắp mình đậy trong vòng 15 phút. Rồi mình cho sôi chín rồi mình mới bưng lên mình xóc một lần nữa rồi nó sôi nó hở ra rồi mình ăn. Bây giờ mình làm muối chanh chấm miệng nè. Mình luộc phải đậy nắp lại cho nó hôi á, cho nó bốc lên cho nó chín con miệng. Rồi mình vẽ muối chanh nha các bạn. Muối chanh mình vẽ tỏi nè, tí muối nè, đường nè, ớt xin xanh nha. Rồi muối chanh mình vẽ ớt xin xanh cho nó xanh nó đẹp. Còn mình không có ớt xin xanh thì mình vẽ ớt đỏ. Ở đây mình mua ớt xin xanh mình vẽ cho muối xin xanh cho nó đẹp màu xanh. Muối chanh này nó màu xanh, nhưng mà không có màu xanh thì mình vẽ ớt đỏ thì nó ra màu đỏ. Mình vẽ xong rồi mình vắt chanh, mình viêm chín rồi mình chấm đây ăn hấp dẫn lắm các bạn ơi. Người ta cũng tắm béo muối chanh nhưng mình không mua dễ để lâu ăn nó bị mùi, nên mình ăn lúc nào thì mình dễ lúc nào rất là ngon. Mời các bạn cùng ăn kiệm nha. Giờ luộc chín rồi nha các bạn. Giờ ăn nè. Mời các chị ghé nhà Sơn Kinh Du Lịch ăn một bữa Việt xanh bắt vườn dưới biển người ta nuôi á. Nên mình ngày nghỉ làm á, mình đi bắt Việt này về mình luộc này nha các bạn. Chấm với lại muối, mình vẽ ớt, tỏi, đường, chanh rất là ngon. Tôi là muối chanh mà dễ ớt xin xanh á, rất là ngon. Đây là con hàu, thấy con hàu không? Đây, hai con luôn. Con hàu muối chanh ngon hả? Muối chanh đúng ngon luôn á. Để dọa tí muối ra, nhiều người bỏ muối nhiều lắm mà. Thì tách ra nấu chéo ăn cũng rất ngon nha các bạn. Nấu chéo ăn cũng ngon, mình xèo xèo ớt cũng ngon. Chắc ghê, điểm chắc ghê. Nhỏ mà ruột không à. Làm viên nè. Cửa rồi không mày nè, lấy bình nước uống. Mình nước đâu? Nước rồi đó.
nước đá. Đó. Đi ly. Ly nước để bình chi. Diệm ngon với các bạn ơi, mời các bạn nghe. Diệm đây nó còn nhỏ, các bạn nó còn con á. Chứ đừng nó còn lớn nữa nha các bạn. Cay quá. Bạn thấy hàu không? Hàu rất là. Hàu này là hàu tự nó sinh ra chứ phải hàu nuôi các bạn. Hàu luộc. Diệm chắc nhỏ mà chủ không, không con diệm nó rất là nhỏ mà mình ruột nó ruột đầy ha các bạn. Cái này nè mình luộc ra, mày nghĩ con diệm mà lớn á là người ta tắt ra, ta luộc ra sơ rồi xong ta tắt ra gì nè, ta nướng xong rồi đánh trứng rồi lên, ta đổ ở đây hành rồi bỏ lên, rồi phộng rang á bỏ lên nữa, rồi nướng ra chín rồi xong rồi mình dùng rất là ngon. Bữa nào mình làm một mớ diệm lớn á, giờ mình giới thiệu cho các anh các chị biết nha, chứ diệm đây nó còn nhỏ lắm. Gần Tết nào mới có diệm lớn á. Diệm đây nó còn nhỏ các anh chị à. Diệm lớn á. Diệm lớn á, giờ mình tách ra mình nấu chéo cũng được, xào cho ớt cũng được, nó làm đủ món cho anh chị. Tách ra rút bánh xèo bánh căng cũng rất là ngon. Mắm quế ngon các anh chị ơi, nước mắm chấm này tự làm quế ngon luôn. Diệm đây nó chéo là ăn y bà nhớ ơi các anh chị ơi. Nó không có tim đâu, nó không có tim bự. Ngầu quá ha. Bắt đi. Hôm nay là cô Hầu nha các anh các chị Hầu nè. Gửi đây cô. Bây giờ mình gửi đây nha, gửi nè. Hai giờ thịt đê. Đây là cái thịt con hàu nè các anh chị ở cái thịt của nó là thịt hàu á. Mời anh chị thấy ruột hàu á, con hàu nè. Mà anh chị thấy con này con gì không? Con đây là con ngọc trai này, người ta nuôi á, xong bây giờ nó rụng cái trai giống á, rớt xuống xong nó đóng vào cái dây diệm rồi nó lớn gì thì nó to bằng cái chén vậy, rồi người ta cấy trai vô, lấy ngọc trai vô rồi người ta bán mà đây nè, đây là con ngọc trai này, nó ươm lên trong cái dĩ á, hạt mì li ti thôi, khi mà mình lớn lên đó
nhiều khi con nó rớt á, rồi nó bơi rồi đám đóng vô cái dây gì người ta thẻ á, sao nó lớn cỡ gì nè, kêu mình khoảng một năm thì nó bằng cái chén vậy á, rồi người ta đem về người ta cấy ngọc vô, rồi xong rồi nuôi ngọc lên lớn lên rồi người ta bán, người ta mua ngọc lên cục trai mà rồi cái ngọc nhỏ là cấy vô thành ngọc bự để bán. Thôi nãy giờ cái đoạn video nó cũng rất dài nha các anh chị, mình tới đây cũng là cũng cảm ơn các anh chị, mình các anh chị mà cảm thấy hay cho mình một like và chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nha. Bye bye các anh chị nha.